Tại xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻ, để nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác, bà con nông dân nơi đây đã tăng cường chuyển đổi cơ cấu sản xuất, trong đó ưu tiên phát triển các loại cây ăn trái như bưởi da xanh hay là sầu riêng. Với quy trình sản xuất ngày càng khoa học, chú trọng liên kết tìm đầu ra thông qua hợp tác xã được thành lập tại địa phương, nhiều nông hộ ở địa bàn vùng sâu này đã có thu nhập đảm bảo, cuộc sống ổn định. Trước đây, xã Mỹ Đức là vùng đất chuyên canh các loại cây lương thực ngắn ngày, thu nhập của người dân không ổn định. Để cải thiện tình trạng đó, chính quyền địa phương đã đầu tư hạ tầng cơ sở. Dựa trên cơ sở đó, nhiều loại cây ăn trái, chủ yếu là sầu riêng và bưởi da xanh, đã được nông dân Mỹ Đức tập trung phát triển, với tổng diện tích hiện nay khoảng gần 300 hecta. Cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất ở các nông hộ, vấn đề đầu ra thị trường cũng được bà con tính đến. Từ năm 2018, Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ Trái cây Mỹ Đức đã được thành lập với trên 30 nông hộ xã viên. Trong khoảng 40 hecta cây ăn trái, chủ yếu là sầu riêng và bưởi da xanh. Ngoài mục tiêu tạo nên vùng trồng cây ăn trái chất lượng cao, hợp tác xã còn tập trung xây dựng thương hiệu trái cây Mỹ Đức, giúp cho nông dân có đầu ra ổn định. Đầu tư và chăm sóc theo quy trình việt gáp ngày càng hoàn thiện, các loại cây ăn trái của xã viên hợp tác xã Mỹ Đức phát triển tốt, năng suất bưởi đạt bình quân 10 tấn một hecta, sầu riêng xen canh cho năng suất dao động từ 7 đến 10 tấn một hecta. Nhờ chất lượng đảm bảo nên các loại trái cây của hợp tác xã luôn được thương lái đến tận vườn thu mua, giúp nông dân có thu nhập ổn định từ hàng trăm triệu đồng một hecta một năm.